La 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 la. Hôm nay Red Hood sẽ đi làm vua cướp biển mấy bạn ơi. Thì mình bây giờ hiện tại mình đang đi phiêu lưu trên biển nè. Có cá quá trời. Ơi, hôm trước nhớ lại cái vụ mà hôm trước chị Panda với mèo cho mình á, mình tức lắm mấy bạn ơi. Mèo với chị Panda nay chơi chung vợ với nhau rồi. Hai người suốt ngày cho mình hoài à. Hôm nay nhất định phải tìm cách nào để cho anh hai người đó lại mới được. Trời, sao cái thuyền đang đi lọt xuống biển rồi. Ôi, đem thuyền lên lẹ. Trời ơi, đeo cá mập cắn chết. Nhanh lên. Lên đi về nhà thôi. Ui, có cá kìa. Hôm trước á, mấy bạn có coi clip của chị Panda chưa? Chị Panda join mình đó mấy bạn. Bây giờ mình phải quyết định đi trả thù chị Panda với mèo mới được. Chị Panda với mèo dám join mình thì mình mới biết cách làm bộ đồ của vua cướp biển hải tặc One Piece nè. Mấy bạn biết Luffy không? Hôm nay mình sẽ làm Luffy. Ok, mình cởi đồ ra hết. Nó, mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè mấy bạn ơi. Đây là công cụ để trở thành vua cướp biển Luffy nè. Đây, giống như thành vua cướp biển Get Hood vậy đó. Giờ mình phải làm gì đây? Mình làm đôi dép của Luffy trước cái đã. Đây là dép rơm của Luffy nè mấy bạn biết không? Đó. Nhìn đẹp mấy bạn, thời trang không? Dép rơm của Luffy. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ làm cái gì nữa ta? Mình làm cái mũ của Luffy đi. Cái mũ của Luffy cho mấy bạn biết nè. Đó, cái mũ rơm nữa không? Phải có lúa mì với mình có len đỏ nè. Mình có cái mũ rơm của Luffy. Dễ thương quá à. Bây giờ mình tiếp tục ha. Bây giờ mình sẽ làm cái quần của Luffy nha. Cái quần làm sao ta phải dễ không? Đúng rồi, cái quần của Luffy bằng len xanh này, có hai cái len trắng ở dưới. Và cuối cùng là cái áo của Luffy. Cái áo của Luffy làm sao đây? Cái áo của Luffy bằng len đỏ không? Không phải, len đỏ với len vàng thì phải. Để coi mình lấy len vàng coi. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm cái áo của Luffy này nha. Nó cái áo của Luffy là cần phải có cái len đỏ trên nè, len vàng ở dưới nè. Đây rồi xong. Bây giờ Red Hood sẽ trở thành Luffy. Mấy bạn thấy mình giống Luffy không? Mình cũng ở trần này thấy chưa, mình cũng mang dép lào nè, nó dép tổ ong của Luffy nè. Nhưng mà vấn đề là trời ơi, tại sao mà mình không có cái kỹ năng của Luffy chứ, tay chân mình đâu có dài ra được đó mấy bạn ơi. Hay là mình giờ mình vô rừng mình tìm trái ác quỷ nha mấy bạn. Nếu mà mình tìm trái ác quỷ thì bây giờ mình sẽ có sức mạnh của Luffy á. Ok, mình sẽ đi kiếm cái cây đó cái đã. Mình phải kiếm cái cây đi chặt cây chứ, biết đâu có trái ác quỷ đâu đây chứ. Mình lấy cái gì mình chặt cây đi. Ok, mình lấy cái cây cuốc sắt mình chặt cây đi, mình đem thêm miếng thịt bò nữa. Yes. Ok, vô rừng chặt cây thôi. Ở đây hôm nay cái rừng nào. Cái gì kìa? Trái ác quỷ của Luffy nè. Wow. Thiệt có trái ác quỷ của Luffy thiệt nè mấy bạn ơi. Cái trái này nhìn Luffy là trái ác quỷ màu tím đúng không ta? Ghê thiệt. Hai trái ác quỷ. Rồi. Gomu no Mi là trái ác quỷ của Luffy á. Để mình coi vòng vòng đây còn trái ác quỷ của nào nữa không ha. Để về nhìn ra mấy gốc cây nè mấy bạn. Nhìn coi còn trái ác quỷ của ai không ta? Ê heo, mày có thấy trái ác quỷ không? Mày thấy không heo? Rồi heo này đần độn mày, giục mày xuống trong mực ăn mày luôn. Rồi để tao đi tìm tiếp trái ác quỷ. Kìa. Trái ác quỷ màu cam. Trái ác quỷ màu cam này là trái ác quỷ của ai vậy ta? Mình chỉ biết trái ác quỷ màu tím là của Luffy thôi. Bạn nào mà biết trái ác quỷ màu cam này là của ai thì mấy bạn nhớ comment ở dưới nha. Mera no Mi. Trái ác quỷ Mera no Mi này là của ai vậy mấy bạn? Mình bây giờ mình có hai trái ác quỷ luôn. Mình sẽ chọn ăn trái ác quỷ nào đây? Nếu mà mình ăn trái ác quỷ màu tím là trái ác quỷ Gomu no Mi là sức mạnh của Luffy đó mấy bạn, tay chân sẽ dài ra được và mình hay đấm thiệt xa được. Nhưng mà mình trái quỷ màu cam này là Mera no Mi này, hình như là trái quỷ lửa thì phải. Mà trái quỷ lửa thì mình có thể chưởng ra lửa được nè, mình có thể chọi cầu lửa được ha. Thôi mình chọn trái quỷ Luffy trước đi ha. Có gì hồi mình xài trái quỷ này sao, để mình chọi dùng cái trái quỷ này qua mình cho chị Panda trước cái đã. Ăn vô nè. Bây giờ mình đó là có sức mạnh của Luffy rồi nè. Chạy nhanh thiệt. Chạy nhanh thiệt mấy bạn ơi, này là gear 2 thôi nha. Sức mạnh gear 2 của Luffy. Bây giờ mình thử lên sức mạnh gear 4 của Luffy thử coi. Sức mạnh gear 4 của Luffy là gì vậy ta? Gear 4 của Luffy là hình như Luffy sẽ biến thành màu đen và nó sẽ tưng lên vậy nè mấy bạn. Nhưng mà bây giờ mình không có màu đen nhưng mà mình tưng lên giống vậy nè. Gear 4 là hình như mình có sức mạnh là nhảy được trên không luôn thì phải. Mà nó nhảy lên nóc nhà luôn nè. Ghê không? Bây giờ mình sẽ qua nhà chị Panda mình đấm cho bà mấy cái bằng cái tay dài của Luffy nha. Ok, bay xuống nè mấy bạn ơi. Mèo kìa. Mèo chị Panda đang ngồi chơi nha, thấy gì kìa. Đang làm bển làm ruộng. Ok, để hút qua. Chết chà, té xuống cây mất hút máu luôn. Chị Panda với mèo đâu, ra đây đền tội mau. Ta cho hai người 5 giây nữa. Tiếng của hút kìa mèo ơi. Ta đây nè, tiếng đâu. Gì vậy? Thấy hôm nay hút là ai chưa? Hút là Luffy đó. Trời ơi, không phải ăn bận gì kỳ vậy? Không có đôi gà đi cho khác chơi. Trời ơi, ăn bận sao phạch ngực vậy là kỳ vậy? Ăn bận nè, quýnh lộn không? Quýnh lộn không? Bà bao nhiêu nghĩa? Chắc chị Panda với mèo vô đây quýnh tôi luôn á. Đang đi làm ruộng. Quýnh làm ruộng nè. Làm ruộng. 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 Sức mạnh của Luffy đó. Thấy sợ chưa? Ghê dám quýnh Red Hood Luffy vậy? Sức mạnh cái gì đúng không? Tôi có quả ác quỷ nè.
quýnh tôi thường ăn nhầm đâu. Nè, có ăn nhầm đâu nè. Khoan mèo, coi nè mèo. Bây giờ hãy coi sức mạnh của tôi đấm thiệt xa nè nghe. Đấm thiệt xa. Cú đấm thiệt dài. Ui, thở. Đấm một phát bay tới đó lủng cái lỗ luôn mấy bạn ơi. Sao ghê quá vậy? Ghê chưa? Sợ chưa? Tôi ăn chát quỷ á, chát quỷ của Lữ Phi á. Chát quỷ của Lữ Phi hả? Mày có coi phim One Piece không? Có, nhưng mà coi qua tập 1 mà, chứ tập cuối là tập biết rồi. Tập 1 nè, đấm vô mặt một cái nè, chị Banam chứ dám cho đấm đồ đi ra. Có kiếm kim cương quánh cũng không ăn nhầm gì tôi đâu. Tại sao vậy chứ? Tại tôi là Lữ Phi rồi, tôi là người cao su. Ấy dạ, chết. Người cao su hả? Chém mất nhiều máu vậy. Lấy học quẹt đốt chị Banam, người cao su kìa. À, lấy học quẹt rồi đốt người cao su qua chạy nhà hả? Chạy lên trước, đến hút chạy lên trước luôn. Lữ Phi hút chạy lên trước chặn đầu. Ôi, chặt lửa đâu chị Banam, phải đâu chặt lửa. Lữ Phi không sợ lửa đâu. Mày có coi phim Lữ Phi không? Chỉ có thể quăng tôi xuống biển thôi. Coi được có tập 1 ha, còn mấy tập kia có biết. Coi tập 1 ha, coi tập 1 ha, lũng nhà nè. Ăn táo vàng vô. Ăn táo vàng vô. Chặt hai người luôn. Quýnh đau quá vậy, quýnh đau quá vậy. Chị Banam cắt táo vàng luôn chị Banam. Ăn một lần hai bao tải luôn kìa. Chưa ăn xong thì cũng quýnh ăn. Quýnh luôn. Giờ em chị tử sợ chị. À chắc hai người vô đây luôn. Trời ơi, sức mạnh của Lữ Phi bị hạ rồi mấy bạn ơi. Lữ Phi yếu à. Chát quỷ này có lẽ không có tác dụng rồi mấy bạn ơi. Cái này chỉ có đấm xa được thôi à. Đấm xa được thì mấy bạn coi nè. Đấm xa vậy là sao chừng trị được mẹ chị Banda. Tức quá mấy bạn ơi. Đấm xa sao chừng trị được. Đấm xa yếu quá. Thử rồi. Nó đấm là chỉ nổ một cái thôi chứ đâu có bị gì nữa đâu. Trời ơi trời, bây giờ mình chắc mình phải ăn chát quỷ màu cam này vô đặng chừng trị mẹ của chị Banda rồi quá. Thôi thử ăn chát quỷ màu cam vô đi, biết đâu nó mạnh hơn chát quỷ màu tím của Lữ Phi rồi sao. Để mình ói chát quỷ ra ngoài cái trời ơi, ói xong chát quỷ màu cam của gì màu tím của Lữ Phi ra xong thì mình bị mù luôn mấy bạn. Nhưng không sao, mình sẽ ăn chát quỷ mera nomi này vô. Ăn. Mình có thể cảm thấy được sức mạnh của chát quỷ màu cam này mấy bạn ơi. Để mình thử nha. Chát quỷ màu cam này có tác dụng gì vậy ta? Mình phun ra lửa nè. Ghê thiệt. Cái chiêu đó có tên là Hiken đó mấy bạn. Hiken là phun ra lửa. Hình như cái chát quỷ này còn là của anh của Lữ Phi đúng không ta? Thử coi mình còn xài được chiêu gì nữa không? Mình phải chở ra một đống lửa luôn. Chiêu này tên là Shinarui. Ôi, Shinarui này ghê quá mấy bạn ơi. Còn mình có thể chỉ sử dụng chiêu gì nữa ta? Bây giờ mình có một cái mặt trời trên đầu mình luôn nè. Chớp đúng. Ủa chát quỷ này mạnh hơn chát quỷ của Lữ Phi nhiều luôn á. Trời, mình tạo ra được một cái mặt trời trên đầu của mình thì mình phun ra lửa được nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ quay lại trả thù chị Banda với mèo thôi. Được rồi, mèo chị Banda hãy đợi đấy. Wow, trời ơi trời, mấy bạn thấy không, mình lướt một cái thôi là lửa làm một đường luôn, mình bay tới đây luôn rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy qua nhà mèo với chị Banda đặng cho hai người ha. Hello. Ôi chị Banda, coi kìa, coi cái tên gì vậy? Tôi lướt tới đây. Ta là sức mạnh của lửa đây. Giờ đem theo đồ chặt lửa nữa hả? Nói. Thua cuộc vừa làm gì kìa chị Banda, giờ đem theo đồ. Rồi, kẻ thua cuộc đúng không? Chưởng lửa nè, đốt chị Banda nè. Lưu rồi. Đốt chị Banda nè. Rồi. Mèo với Banda đứng đó, mèo chị Banda đứng đó đi cho coi này nè. Đâu, coi gì? Phun lửa nè, đốt chết bốn người, chết con heo luôn. Đó, ghê chưa? Cay quá. À, dám cầm kiếm kim cương lại quánh tôi hả? Đốt lửa nè. Sợ chưa? Tôi không có giữ đồ chặt lửa nữa hết. À, mèo dám đánh dị hình lửa hả? Mèo coi nè. Ui, mèo coi đi, cái gì trên đầu tôi thấy không? Chưởng chị Banda. Chưởng mèo. Hui. Yes. Đốt nhà chị Banda luôn. Lên. Đó là mặt trời của tôi đó. Mặt trời kia là của Hút. Đó, thấy chưa? Giờ chưa có cái mặt trời. À, đánh quýnh nữa hả? Tôi chạy chứ cái đã đợi tôi hồi năng lượng lên đi, tôi chưởng cái chết nè. Hồi năng lượng nè, đốt nè. Dám đòi dí Hút hả? Sợ chưa? Hả? Sợ chưa? À, táo vàng vô hả? Còn đâu có sợ nữa. Rồi, mặt trời kia. Chịu hồi mặt trời. Chưởng mèo. Chưởng mèo. Chị Banda nè. Mèo. À, chạy nè. Chạy nè. Thôi, đừng coi. Mèo dí tới, chạy mấy bạn ơi. Chạy. Mèo dí tới, mình chưa hồi năng lượng. Chạy. À, mèo dám dí tôi, sắp hồi năng lượng rồi, mèo sắp chết rồi nè. Tôi chạy. Hồi năng lượng. Chưởng mèo. Ui, thấy chưa? Thấy sợ chưa? Tức chưa mèo? Nè, lại bu lại ngon, có ngon rồi đây tiếp nè, có ngon rồi đây. Né nè, đốt hai người luôn nè chứ đẹp nè.
nghe hả? Rồi rồi vô đây hai người nhào vô đây. Trời ơi nó chạy nó chạy. Chưởng nè, mèo dám dí Huynh hả? Chưởng nè, tức không? Trời ơi, rồi hai người chưa chịu nhào không? Được rồi, được rồi. Nhào vô đây, hai người có ngon vô đây. Nè, nè. Huynh Huynh mặt trời. Mặt trời lên rồi. Chị bên đây, chạy à, chạy à. Té xuống đây rồi, chết. Hai người rồi các bạn. Chạy. À. Dám rượt Huynh đúng không? Huynh mặt trời chịu không chơi. Chụp bánh mèo chỗ mèo. Chạy. Đốt đốt. 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 Quýnh tại đầu với mèo luôn. Chắp mèo chị mày ra luôn. Chạy đốt nè. Chạy nè. Đốt nè. Ông có giỏi không bỏ cái sức mạnh đó ra quýnh tay đầu với tôi rồi. Tôi có sức mạnh nè. Tại tôi ăn cá quỷ á. Chứ tôi khùng rồi tôi bỏ ra. Rớt nón rồi. Còn cái áo nữa. Lột cái áo luôn. Rớt nón thiệt rồi. Chết rồi rớt nón rồi. Chạy rớt nón rồi. Chạy mấy bạn ơi. Rớt nón rồi. Chết rồi. Chạy. Không lột quần ra đưa mèo đâu. Chết rồi. Hôm nay mình cho mèo tới đây là đủ rồi mấy bạn ơi. Lớp V với lại sức mạnh của anh của Lớp V thì mấy bạn hãy nhớ để là cho Red Hood một like, một subscribe nha. Và đừng quên là mấy bạn hãy chọn sức mạnh nào nha. Nếu mình là mình sẽ chọn sức mạnh lửa chứ mình không chọn sức mạnh của Lớp V đâu. Sức mạnh của Lớp V trong này yếu quá mọi người ơi. Đứng lại đó. Còn lâu tôi mới đứng lại thôi. Tôi đi làm cướp biển đây. Tôi làm vua hải tặc đây mèo ơi. Bye bye. Còn ráng rượt theo tôi nữa. Tôi chữa lửa cho nè. Bye bye mọi người nha.